Xuân Nghĩa xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp bởi Đài Phát thanh Truyền Tây Ninh và Truyền Tin tức Sài Gòn. Với mong muốn chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng các vấn đề về mặt pháp luật, thì chương trình Thấu Lý Thấm Tình sẽ lên sóng mỗi ngày trên kênh TTV11 để quý vị có thể nghe các luật sư chuyên gia về luật giải đáp ngọn ngành về các vấn đề tranh chấp mâu thuẫn trong cuộc sống. Để từ đó quý vị có những hiểu biết căn bản về mặt pháp luật cũng như những kỹ năng xử lý tình huống để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, thấu đáo về mặt tình cảm và đảm bảo về mặt pháp luật. Đồng hành cùng với Xuân Nghĩa và quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay là luật sư Đinh Thị Quỳnh Như đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chị. Xin chào Xuân Nghĩa và xin chào quý khán giả. Vâng, thưa quý vị và luật sư thân mến, kỳ này thì chúng ta sẽ đến với một lá thư đến từ một vị khán giả. Thưa luật sư, cách đây 3 năm tôi mua căn nhà của ông A, con của ông C. Ông C này là hàng xóm trước nhà của tôi cách lối đi chung. Nhà tôi và nhà ông C ở cuối hẻm nên phần đất đó là phần đi chung. Nay ông C xây một cái bếp để phục vụ việc gia đình. Ông C làm vậy, gia đình chúng tôi rất khó chịu vì nhiệt độ của bếp tỏa ra đến 200 độ C. Gia đình tôi không thể chịu được vì hành vi lấn chiếm phần diện tích chung của nhà ông C. Tôi có thương lượng với ông C là dời bếp vào gọn trong phần diện tích nhà ông C thôi, nhưng mà ông ấy không đồng ý. Vậy tôi xin hỏi luật sư, ông C có được quyền sử dụng lối đi chung như vậy hay không? Tôi phải làm gì để ông C trả lại không gian chung? Câu hỏi đầu tiên dành cho luật sư là ông C có quyền sử dụng phần lối đi chung để xây bếp vì mục đích riêng hay là không? Và hành vi của ông C có sai luật hay không thưa luật sư? Trả lời câu hỏi của Xuân Nghĩa thì việc mà ông C sử dụng một phần của diện tích lối đi chung để phục vụ vào cái mục đích riêng của mình thì chắc chắn là không có được rồi. Là bởi vì từ ban đầu khi chúng ta đặt vấn đề thì chúng ta vẫn xác định đây là phần diện tích lối đi chung, có nghĩa là sẽ được dùng chung cho mục đích đi lại. Nên bất kỳ một cá nhân nào mà muốn chiếm dụng cái phần diện tích đó cho mục đích riêng, chẳng hạn như trong trường hợp này là dùng để đặt bếp nấu ăn, thì hoàn toàn trái với quy định pháp luật vì ảnh hưởng đến quyền lợi của những người khác có liên quan. Vậy thì pháp luật có quy định như thế nào về việc sử dụng lối đi chung giữa các hộ gia đình ạ? Hiện giờ thì theo điều 254 của Bộ luật Dân sự thì có quy định về lối đi qua mà chúng ta hay dùng đó là lối đi chung đó. Thì trong đó pháp luật có những cái nguyên tắc trong việc sử dụng và cụ thể là chỉ dùng cho những mục đích đi qua đi lại chung với nhau thôi, và không có bất kỳ ai hộ gia đình nào được quyền chiếm dụng cái phần diện tích nằm trong lối đi chung cho mục đích riêng của mình. Thế thì theo luật sư, vị khán giả trong lá thư vừa rồi cần phải làm gì để được trả lại lối đi chung ạ? Đầu tiên thì trong tất cả những cái tranh chấp liên quan như thế này á, nó là những cái tranh chấp mà bản thân tôi hay bất kỳ ai khi tiếp cận với nó cũng hướng đến một cái vấn đề là chúng ta ngồi lại với nhau để giải quyết mâu thuẫn. Khi có một mâu thuẫn xảy ra như thế thì chúng ta ngồi lại đưa ra những yêu cầu để có thể lắng nghe, hiểu với nhau như thế nào để giải quyết tất cả những mâu thuẫn phát sinh. Còn trong trường hợp như vị khán giả này gửi thư đến chương trình là họ nói là họ đã nói rồi, nhưng mà ông C ông không có chịu, thì trong trường hợp này thật sự là mâu thuẫn không có thể giảng hòa được rồi thì có thể gửi hồ sơ lên Ủy ban Nhân dân phường. Tại đây thì tư pháp phường sẽ mời các bên lên để hòa giải với vai trò là một bên thứ ba. Trong trường hợp này thì cũng không khẳng định là bên nào đúng, bên nào sai. Nhưng mà với cái định hướng, với cái góc nhìn của một bên là tư pháp phường thì người ta sẽ giúp cho các bên có thể ngồi lại với nhau tìm một cái hướng giải quyết chung. Còn trong trường hợp mà đã giải quyết qua cái hình thức là giải quyết tranh chấp tại địa phương rồi á, mà vẫn không có đạt được cái kết quả như mong muốn, có nghĩa là một bên chấm dứt hành vi vi phạm của mình hoặc là ra một cái phương án hòa giải nào đó nó hợp lý, thì trong trường hợp này vị khán giả này có thể hoặc là tiếp tục gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân cấp cao hơn để yêu cầu giải quyết tranh chấp, cụ thể trong trường hợp này là cấp quận, huyện, hoặc có thể là gửi đơn ra tòa. Bởi vì trong trường hợp này là những cái tranh chấp mà có thể thẩm quyền xử lý sẽ thuộc về địa phương là Ủy ban Nhân dân, vì nó mang cái yếu tố tình làng nghĩa xóm và mang cái yếu tố là xuất phát cái nguồn gốc sử dụng lối đi chung nó như thế nào, giấy tờ nó ra sao, nên thông thường những cái giải quyết tranh chấp về lối đi chung như thế này thì ưu tiên giải quyết tại Ủy ban Nhân dân. Luật sư có thể nói cụ thể hơn hoặc là luật sư có thể chi tiết là bây giờ ông C có thể khiếu nại đến cơ quan nào theo trình tự và thủ tục như thế nào để ông C đang xem đài thì có thể rõ hơn ạ? Trong trường hợp này thì ông C có thể gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân cấp xã phường nơi có mảnh đất, và trong đơn thì ông cũng nêu cái nguồn gốc của mảnh đất nó như thế, cái phần lối đi chung nó như thế nào, và cái hành vi vi phạm mà ông cho rằng ông C đó đã chiếm dụng, ví dụ như đặt bếp
và sử dụng nó như thế nào, để cho cơ quan địa phương cũng biết được rằng là thực sự cái tranh chấp này diễn ra từ đâu và nguồn gốc gốc gác của cái phần lối đi chung nó ra sao. Và kèm với đơn thì ông có thể đính kèm cái hồ sơ giấy tờ nhà của mình, những cái thông tin, những giấy tờ cần thiết trong cái quá trình mà ông tạo lập nên cái căn nhà mà từ đó nó liên quan đến cái lối đi chung này, để cho cơ quan có thẩm quyền biết được những cái thông tin cơ bản của sự việc. Và sau khi nộp đơn lên Ủy ban Nhân dân rồi thì Ủy ban Nhân dân sẽ mời những bên liên quan, có bao gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia, thì lúc đó các bên có thể đến tham gia trong cái buổi hòa giải làm việc, nêu ý kiến của mình, trình bày cái nguyện vọng của mình, cũng như làm rõ những cái hành vi vi phạm của bên kia mà theo quan điểm của mình là ảnh hưởng đến quyền lợi của mình ra sao. Thì sau khi mà các bên làm việc như thế thì cũng có khả năng là mọi mâu thuẫn có thể giải quyết thông qua cái hướng thương lượng, hoặc là dùng cái từ là thông qua cái hướng hòa giải tại cấp phường xã đó. Còn nếu trong trường hợp mà không có chấm dứt được thông qua cái bước hòa giải tại phường xã thì lúc đó ông C có quyền nộp đơn lên Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, hoặc là nộp đơn trực tiếp ra tòa để đề nghị tòa xem xét giải quyết tranh chấp về lối đi chung. Qua các bước luật sư vừa chia sẻ thì thời gian để vị khán giả xử lý việc này nó kéo dài thực tế khoảng bao lâu thưa luật sư? Thực ra thì những cái việc như thế này chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nó nhỏ, nhưng mà các cái bước để giải quyết trong một tranh chấp bao giờ nó cũng rất là nhiêu khê, bởi vì nó qua những cái trình tự, những thủ tục để có thể đảm bảo rằng là cái việc giải quyết nó minh bạch, rõ ràng và công bằng cho các bên. Và hiện giờ nếu chúng ta nhìn cái trình tự thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên sẽ qua bước giải quyết tại Ủy ban Nhân dân. Ủy ban Nhân dân sẽ mời Ủy ban Mặt trận, mời những bên liên quan tham gia để mà có thể lấy tất cả những ý kiến, có thể trình một cái sự việc một cách đa chiều và đúng quy định pháp luật. Thì như vậy, theo quy định pháp luật, thời gian này sẽ là 45 ngày. Và nếu như giải quyết ở cái bước phường xã xong thì quá tốt, chỉ có 45 ngày thôi. Nhưng trong trường hợp mà không giải quyết ổn thỏa trong 45 ngày thì có thể vị khán giả này chuyển hồ sơ sang giải quyết tại Ủy ban Nhân dân cấp cao hơn, hoặc là khởi kiện tại tòa. Mà thời gian khởi kiện tại tòa thì chuẩn bị xét xử theo quy định pháp luật sẽ là 4 tháng. Tuy nhiên trên thực tế các bước nó sẽ không có giống y chang như vậy, bởi vì có thể lần đầu tiên mình mời rồi người ta không đến, hoặc là một bên đến đưa ra một yêu cầu và cần phải xác minh thêm, thì thời gian nó không chỉ là 45 ngày cộng với 4 tháng đâu, nó có thể kéo dài đến cả năm kìa. Nói như vậy không phải để vị khán giả cảm thấy là thôi dài quá mình bỏ qua, nhưng mà trong cái bước đường để tìm công lý đôi khi chúng ta phải mất thời gian, và đó là những thời gian theo luật định. Và hy vọng là trong trường hợp này các bên có thể giải quyết ổn thỏa, không có kéo dài quá nhiều mất thời gian của đôi bên. Ông C có thể bị xử phạt không thưa luật sư? Trong trường hợp này, nếu như trong cái quá trình lấy ý kiến làm rõ mà xác định rằng ông có cái hành vi lấn chiếm diện tích lối đi chung như vậy á, thì có thể là ông sẽ đối diện mức phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 10 điều 16 nghị định 16 năm 2022 đối với hành vi vi phạm về đất đai, về lấn chiếm đất. Và trong trường hợp này mức phạt có thể là 80 triệu đến 100 triệu đồng. Và ngoài ra nếu như đã có cái hành vi vi phạm mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính rồi nhưng mà ông vẫn tiếp tục thực hiện cái hành vi đó thì có thể đối diện với cái trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 228 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội danh lấn chiếm. Cụ thể trong trường hợp này, nếu như người nào lấn chiếm đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc là sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính rồi mà vẫn tiếp tục thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, bên cạnh cái việc xem xét về mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Luật sư có lời khuyên nào cho vị khán giả chủ nhân bức thư vừa rồi không ạ? Tôi xin phép đưa lời khuyên từ hai phía luôn. Thứ nhất là phía người mà đã có hành vi lấn chiếm cái không gian chung, cái lối đi chung đó, thì tôi cũng khuyên là ông nên xem lại, bởi vì bản chất đây không phải là đất của mình, đây không phải là không gian của mình, mà đây là phần diện tích chung. Khi chúng ta sử dụng phần diện tích chung thì chúng ta phải lưu ý sử dụng theo đúng quy định pháp luật. Có nghĩa là mục đích phần diện tích chung này để làm cái gì thì mình phải giữ nguyên với cái mục đích đó. Không ai được quyền sử dụng cái phần diện tích chung cho mục đích riêng của mình hết. Đặt trường hợp không phải là người đó, không phải là ông, mà là một cái người khác. Người ta không chỉ là đặt bếp mà người ta bày ra người ta bán hàng rong, hay là người ta bày ra người ta sử dụng vào nhiều cái mục đích khác, thì cái lối đi chung đâu có còn đâu. Và lúc đó ông cũng đâu có đồng ý đâu.
đúng không? Ông cũng sẽ có ý kiến, ông cũng sẽ khiếu nại bởi vì quyền lợi của ông bị ảnh hưởng. Thì trong trường hợp này ông cũng nên cân nhắc và tôn trọng cái nguyên tắc sử dụng lối đi chung, không gian chung. Về phía vị khán giả thì thật sự đầu tiên là tôi gửi lời khen cho vị khán giả này, bởi vì rất là nhiều tranh chấp từ lối đi chung mà dẫn đến những mâu thuẫn ngày càng trầm trọng và ngay cả án mạng nữa. Bởi vì bức xúc quá mà, mỗi ngày như thế, nhiệt độ như thế, nghe cái vị khán giả này nói là nhiệt độ lên đến 200 độ C và rất là nóng. Thực ra là có thể đo không đến 200 độ C và có thể cao hơn, nhưng thực ra người là nóng rồi đó. Cho nên là vị khán giả này đã kiềm chế nói chuyện rõ ràng, nhưng mà người ta cũng không có nghe và gửi thư lên đài để tìm lời khuyên. Thì tôi nghĩ đây là một cách hành xử rất là đẹp, rất là nhân văn rồi. Và nếu như sau cái cuộc chia sẻ này, sau cái nội dung chia sẻ này mà vị khán giả thấy rằng nó là hữu ích, thì vị khán giả nên đến cơ quan chức năng trình bày cái sự việc này, gửi đơn đến cơ quan chức năng một cách chi tiết để có một cái bên như là một cái bên thứ ba để đứng ra giải thích cho các bên, hòa giải những cái tranh chấp, những mâu thuẫn phát sinh. Và tôi hy vọng rằng sau khi mà vị khán giả gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân phường với sự tổ chức hòa giải của các bên, thì lối đi chung được trả về theo đúng cái nguyên tắc sử dụng của nó. Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Quỳnh Như. Thưa quý vị khán giả thân mến, như vậy là với những chia sẻ đến từ luật sư của chúng tôi cũng như câu chuyện mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình, chúng tôi hy vọng chủ nhân của bức thư đã nhận được những chia sẻ thích đáng và lựa chọn ra những cách hành xử, hành động đúng đắn nhất trong tình huống mình gặp phải. Và bất kỳ quý vị khán giả nào đang xem đài cũng vậy, chúng tôi mong rằng nhận được câu chuyện của quý vị để luật sư của chúng tôi có thể giải đáp ngọn ngành cho quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các số phát sóng tiếp theo.